Các bạn hãy sử dụng kỹ thuật Fire Items tạo ra thêm hai nhóm đối tượng Internal Worlds và Conquest Worlds như điều kiện tìm kiếm các bạn nhìn thấy trên màn hình. Sau đó các bạn lưu lại Save Selection, chọn Internal Worlds, ấn Control và chọn Conquest World. Các bạn di chuột thả vào thư mục. Trong cửa sổ Sets tổ hợp các đối tượng, tôi đã tạo ra một thư mục có tên là Worlds để quản lý tất cả các bức tường. Trong thư mục này, tôi chia thành tường ngăn chia này, tường bê tông này và tường bao che bên ngoài. Ví dụ, các bạn có thể chọn vào thư mục Worlds, sau đó thẻ Home chúng ta chọn là Hide Unselected thì vậy là ngay lập tức trong khung nhìn này chúng ta chỉ tồn tại các loại tường thôi. Và bây giờ trong cùng một đối tượng là tường, các bạn muốn biết thêm tường bê tông là những bức tường nào, các bạn chọn Conquest World Hide Unselected một lần nữa. Vậy là ngay lập tức chúng ta sẽ tóm được cái đối tượng là tường bê tông. Cái công cụ này nó sẽ có chức năng sau này bạn đóng vai trò là tổng thầu thực hiện là thi công vách và tường bê tông trước, hoàn toàn có thể là trong cái thư mục tường này chúng ta chia ra vào từng loại và sau đó sẽ rất dễ dàng để các kỹ sư có thể chọn cái loại đối tượng mà chúng ta mong muốn. Đấy là một trong số các ứng dụng khi mà chúng ta tạo ra các cái tổ hợp đối tượng thông minh theo thuộc tính là để hỗ trợ quá trình quản lý va chạm này, giả lập cái biện pháp thi công 4D. Đó là hai cái tình huống tôi hay sử dụng trong quá trình quản lý mô hình BIM của mình.